Hôm nay cha và chư thiên vị có mặt ở núi Dinh, núi Bồng Lai, Bà Rịa, Vũng Tàu được tiếp đón 5 con, 3 con ở Hà Nội và 2 con ở Bắc Ninh. Nhưng mà bây giờ thì Bắc Ninh cũng đã sát nhập vào với Hà Nội rồi. Do đó mà hôm nay cha muốn các con vừa mới thưởng thức xong cái video công chiếu tức thì. Và bây giờ thì chúng ta có một cái cuộc trò chuyện ngắn rồi. Bây giờ cha muốn là để cho hai bà cố cố. 4 ngày trước cha được đón một bà cố, bà Nguyễn Thị Dung ở Nam Trực, Nam Định. Và hôm nay, chiều hôm nay cha lại được đón tiếp con cho cha biết quý danh. Thưa cha, con là Nguyễn Thị Thu Lâm. Con bao nhiêu tuổi? Con 90 tuổi ạ. Rồi, con 90 tuổi. Rồi, cái vị ngồi bên. Thưa cha, con là Nguyễn Thị Thu Lâm. Con 83 tuổi, cả thành phố. Hôm nay lại được đón tiếp thêm 2 chư thiên vị. Một vị 90 tuổi và một vị 83 tuổi. Và cha thì 82 tuổi đời. Nhưng tuổi trời thì không biết tính sao cho hết. Hóa hiện xuống trần gian, hạ xuống để cứu tất cả các con của cha mẹ. Nhưng chúng nó bảng làng và chúng nó không đủ công đức. Do đó mà hôm nay cha vui mừng, cha hãnh diện vì chỉ có các con, những người đã từng trải qua cái cõi đời này 80 năm ở trần gian, 89 năm ở trần gian, 90 năm ở trần gian mà chúng ta biết tìm về cội nguồn, về cha, về mẹ. Thế còn 8 tỷ người thì chúng nó đi đâu? Các con có thấy đau lòng không? Và hôm nay thì lại toàn là các bà. Cha đã nói rồi, từ mùng 1 tháng 7 năm Tân Sửu cho đến Giáp Tết là mẹ vũ trụ, mẹ diêu trì kim mẫu, mẹ đất sắp đặt. Cho nên các chư thiên vị, thánh đã thành, tiên đã thành, Phật đã thành, cùng có mặt với cha, để cùng cha. Hai vai gánh nặng sơn hà, đầu mang đạn đạo sông pha chiến trường, chân nê quốc ngọc tình thương, đại nam dựng nước mở đường về nam. Oái oăm thay, bao nhiêu thanh niên, bao nhiêu đàn ông trai trẻ, thì chúng nó miệt mài ngục lặn với tình, tiền và danh vọng. Cho nên một lũ già chúng ta còm cõi. Và chúng ta chỉ có một cái duy nhất, đem tình thương và đạo đức, đem tha thứ và thương yêu để cứu các con cháu ta không biết rằng họ có quay đầu về với chúng ta được không. Ôi thôi thì cũng đành, ngàn thu vĩnh biệt, cha mẹ đành mất con. Do đó các con sum họp trẻ già hôm nay cùng với cha, cùng với mẹ, chúng ta chìa những đôi vai còm cõi của những thân già. Bà già 90 tuổi, bà già 89, ông già 82, để xem chúng ta có gánh được các con chúng ta về thiên đàng hay không. Và cái bữa rượu cha mời hôm nay, chúng ta một ly rượu mừng để gặp gỡ nhau, để đón tiếp nhau, để chia sẻ với nhau cái tình thương bao la vĩ đại của cha trời mẹ đất. Còn súc sinh ngạ quỷ nó cũng mang thân người, cho nên nó không biết được, nó không hiểu được. Thì cái câu cuối cùng của cha nói với tất cả các con, ngàn thu vĩnh biệt, cha đành mất con. Cha cảm ơn
sự hiện diện, sự lặn lội, sự cực khổ. Nếu các con không có điển quang, các con không có ánh sáng, các con không nhận được những tín hiệu của cha mẹ ban, thì giờ này các con đâu có mặt ở núi Dinh cùng với cha, gánh vác với cha. Oái oăm thay, lại là một thằng già 82, lại hai người đàn bà, một người 89, một người 90. 4 ngày trước thì có một người đàn bà ở Nam Trực, Nam Định, 88 tuổi. Thôi, chúng ta giơ tay, vẫy tay chào nhau và từ biệt, chứ không phải tạm biệt. Các con, các cháu của chúng ta xin cảm ơn tất cả các con đã có mặt trong cái bữa tiệc rượu cha mời hôm nay. Và cảm ơn tất cả quý khán thính giả của kênh Kỳ Nguyên Thánh Đức đã theo dõi. Cảm ơn Phật Thánh Tiên ở khắp 4 phương trời cùng hướng về cha để làm việc với cha. Xin chào tất cả chư thiên vị, xin chào tất cả các con yêu quý của cha, xin chào quý khán thính giả của kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức. Chín giờ 5 phút, nhiếp ảnh Gia Phước đã hoàn thành xong 9 bức ảnh. Và đây là bức ảnh đầu tiên, là trái đu đủ. Và trên trái đu đủ thì lại mọc lên 30 cái nhánh hoa yêu đàm. Do đó, những cái chuyện này nó là cái tích sử từ 3.000 năm trước mà Đức Thích Ca đã cho biết. Khi mà hoa yêu đàm nở thì sẽ có một cái vị gọi là Thánh Chúa Minh Quân hay là Đức Di Lạc Phật Vương ra đời. Và cũng là hóa thân của Đức Bạch Ngọc là Thượng Đế Chúa Tể Càn Khôn Hạ Phàm Lâm Trần để đóng cái vai là Thánh Chúa Minh Quân và đóng cái vai là Đức Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ trở lại. Và bây giờ thì quý khán thính giả cùng tất cả chư thiên vị và cùng tất cả các con đã theo dõi kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức sẽ được tiếp tục cái bức ảnh thứ hai mà nhiếp ảnh gia Phước hôm nay cả hai vợ chồng đã có cái căn duyên biết được tôi là với những người phàm tục, còn những người con là Phật Tiên Thánh thì không có lạ lùng gì. Và hôm nay cũng nhân cái ngày mà tại núi Dinh, núi Bồng Nai được đón tiếp 5 vị từ Hà Nội. Một cụ bà 90 tuổi, một cụ bà nữa 83 tuổi phải không con? Rồi con bao nhiêu? Con 74. Một vị nữa 74 tuổi và 2 vị thì trẻ trung hơn và dĩ nhiên là tiên nữ cho nên rất xinh đẹp. Bức ảnh thứ hai, đây là cây lộc tài. Nó được thống và nong cùng với lại Vân và Hồng ở Tiền Giang mang lên cách đây khoảng 6 ngày. Và 2 ngày sau thì nó trổ hoa và đón đoàn Bình Phước và Bình Dương. Đây là bức ảnh thứ hai. Và cây lộc tài thì chư thiên vị và các con của cha cũng như quý khán thính giả của kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức. Tất cả đây, cái hình ảnh này chụp là với cái nền ở đằng sau là núi Dinh. Và
để cho quý vị tường hiểu. Và cái điều quan trọng, cái điều vui vẻ, cái điều tuyệt vời là hôm nay đón 5 vị từ Hà Nội, từ Thăng Long, cố đô của nước Việt Nam đã có mặt. Và bây giờ thì đang đứng ở dưới đằng sau hậu trường. Chắc chắn là camera sẽ ghi lại được những hình ảnh của 3 vị. Một vị 90 tuổi, một vị 73 tuổi, 74 tuổi và một vị 83 tuổi. Đó, cái vị đứng 83 tuổi là đứng giữa, một vị 73 là đứng một bên và một vị 90 tuổi, một lão bà đứng ở kế bên. Thì xong cái phần tường thuật cho chư thiên vị, cho quý khán thính giả của kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức và tất cả các con hiểu về cái chậu hoa từ Tiền Giang do Thống và Long, Vân và Hồng mang lên để dâng cho cha. Và bây giờ cho đi sang, tôi đi sang bức ảnh thứ ba. Đây là toàn bộ cái cây đu đủ. Trên cái cây đu đủ đó đã có một quả đu đủ mọc ra 30 bông hoa yêu đàm mà tôi đã giải thích, tôi đã cắt nghĩa trong cái ba cái vương miện: có trời, có đất, có người. Và như vậy để cho quý khán thính giả của kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức tường lão và để cho chư thiên vị Phật tiên thánh hạ phàm cùng tôi tạo dựng cái thiên đàng tại thế, cùng tất cả các con là Phật thánh tiên cùng xuống thế để làm việc với cha trời, mẹ vũ trụ hay mẹ đất. Đây, nó đã xong cái phần bức ảnh thứ ba. Và bây giờ thì các con mang bức ảnh thứ bốn. Bức ảnh thứ bốn, nguồn gốc của nước Việt Nam, cái vị tổ tiên đầu tiên đó là Lộc Tục, Đức Lộc Tục. Cho nên cái hoa này nó như biểu tượng của kim thân Đức Lộc Tục. Và Đức Lộc Tục mới sinh ra Sùng Não là cha đẻ của Lạc Long Quân. Rồi Đức Lạc Long Quân mới sinh ra 18 đời vua Hùng Vương. Và cái tích về hoa yêu đàm, hoa lộc vừng thì đã nở 18 cành để nói lên rằng cái tích sử của Việt Nam sẽ đứng đầu nhân loại, đứng đầu hoàn vũ năm châu. Cái tân năm châu, cái hoàn vũ mới, tức là nằm ở trong cái tinh thần trời mới, đất mới và người mới. Do đó mà mới có, chúng tôi đã trình chiếu 18 cái bông hoa, chùm hoa lộc vừng để nó thể hiện mỗi một chùm hoa lộc vừng là một vị vua của đời Hùng Vương. Và đây cuối cùng là cái gần nhất thì nở ra 9 cái chùm hoa lộc vừng để nó báo hiệu rằng cửu thiên huyền nữ, 9 phương trời, 10 phương Phật đã hoàn chỉnh. Do đó mà những ngày gần nhất thì chúng tôi đã công chiếu, ban biên tập của Kỷ Nguyên Thánh Đức đã công chiếu cái video nói về cái tích của 9 bông hoa lộc vừng mới nở gần đây. Và bây giờ chúng tôi chuyển sang kế tiếp là cái bức ảnh thứ 4. Tất cả 9 bức ảnh này đều được nhiếp ảnh gia Phước, là người Quảng Trị. Phu nhân của Phước là người tại Bà Rịa Vũng Tàu. Do đó mà trời đất đã sắp đặt từ phu thê, từ chồng vợ kết duyên với nhau để làm thiên vụ gì thì đến hôm nay
tất cả những cái thiên vụ đó thì phước tối giờ này đã hoàn thành. Hôm nay là ngày 12 tháng 1 năm 2022, nhằm ngày mùng 10 tháng Chạp năm Tân Sửu. Chính vậy cho nên nó đi vào cái 10 phương Phật. Có 9 bông hoa lộc vừng nở là 9 phương trời. Và hôm nay thì cái bức ảnh này, các con mang bức ảnh thứ 5. Bức ảnh thứ 5 là một chậu mai vàng rực rỡ. Mà mai thì không cần phải giảng giải, không cần phải cắt nghĩa. Tất cả mọi người Việt Nam chúng ta, mọi đứa con của trời đất thì đến mùa xuân đều lãnh hội, đều hiểu được rằng hoa mai vàng trước ngõ. Mà hoa mai vàng nở trước ngõ thì để đón tiên Phật Thánh hạ phàm. Do đó đây là cái bức tranh, nó nằm ở trong một cái cây, một cái chậu, cũng đều chụp vào cái nền là núi Dinh phía trước. Do đó mà cha cũng không cần phải giảng giải vì cái tích sử của hoa mai. Nó đã thấm đượm vào lòng, vào tim, vào óc người Việt Nam của chúng ta từ muôn đời, muôn kiếp rồi. Do đó mà bây giờ tôi chuyển sang cái bức ảnh thứ 6. Đây là cái bức ảnh chụp cái quả đu đủ ở trên cái cây lúc nãy đã trình chiếu với quý vị. Và trên cái này thì nó có ba chòm, nó giống như ba cái vương miện. Một cái vương miện là của cha trời xuống thế. Một cái vương miện thì nó có 15 cái bông hoa yêu đàm. Một cái vương miện nó có 9 cái bông hoa yêu đàm. Nó thị hiện cho mẹ cửu thiên. Và một cái chòm hoa, cái vương miện để cho là lục thông, lục căn, lục trần, lục thông, là thị hiện cho con người. Cho đó mà nó tròn đầy vào là 30 cái bông hoa yêu đàm. Nó có 3 cái vương miện, nó thể hiện lên như vậy. Và nó lại được chụp trước cái mặt trời rực sáng. Quý vị mới thấy. Và đây là cái nền của cái núi Dinh. Vậy thì nước Việt Nam của chúng ta, dòng giống Lạc Hồng, tất cả sẽ được thụ hưởng cái vinh quang đời đời vĩnh cửu sau 9.000 năm. Để người Việt Nam sẽ dẫn đầu nhân loại và loài người học cái đời tiên đức. Và bây giờ chúng ta sang cái bức ảnh thứ 7. Đó, bức ảnh trước tôi đã nói về ba cái vòng vương miện của trời, của đất, của người. Đây nó hiện lên 15 cái bông hoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 và 15. Đó là trời. Nhưng nó lại có một cái bông hoa ở giữa 14 cái bông hoa yêu đàm mọc chung quanh. Thì đây là trời hạ đế. Chúng ta có trời, có đất, có người. Để rồi mới hoàn thành được cái thiên niên kỷ, thiên đàng tại thế mà lãnh đạo đứng đầu bởi 18 đời vua Hùng Vương. Và chúng ta sẽ dẫn dắt nhân loại, loài người ở cái quả cầu mới, ở cái hành tinh mới, người mới, trời mới, đất mới, sống 9.000 năm để học cái đời tiên đức. Bởi trời dẫn dắt, cha và mẹ dẫn dắt. Kế sang đây là cửu thiên. Cửu thiên đây, người Việt Nam nào cũng thường nghe đến cửu thiên huyền nữ. Do đó mà ở đây tôi đếm để các vị thấy: 1 bông, 2 bông, 3 bông, 4 bông, 5 bông, 6 bông, 7 bông, 8 bông và 9 bông.
đó là mẹ Cửu Thiên. Cho nên mới gọi chín phương trời, mười phương Phật. Nhưng mà trời Phật đồng nhất thể, cho nên trời cũng là đất, mà đất cũng là trời. Ở giữa có sáu cái bông hoa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây là lục thông, lục. Nếu như những người nào đắc đạo thì mới gọi là lục tâm thông. Mà trong bản thể mỗi một con người thì đều phải có lục căn và lục trần. Cái lục căn và lục trần nó hòa hợp, nó tương hội với nhau thì nó đắc đạo. Do đó mà con người phải đắc đạo, con người đắc đạo thì con người hiểu ra cha và mẹ. Còn những kẻ không đắc đạo, không hiểu được cha và mẹ thì không cách gì mà lục thông được. Cho nên trong bản thể của mỗi con người đều có cửu khiếu. Và trong các nhà thiền, trong các nhà đạo mới giảng về cái lục tâm thông. Lục tâm thông, rồi lục căn lục trần, rồi lục xúc tranh công. Đó là những vấn đề của cái quả đu đủ. Mà cái hoa ưu đàm lại mọc trên cái quả đu đủ. Thì chữ đu đủ thì không cần phải cắt nghĩa, không cần phải giảng giải. Tất cả các con, tất cả các chư thiên vị, tất cả các khán thính giả của kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức đều hiểu hết rồi. Cho đó, cái bức ảnh này, khi có cái trái đu đủ này, ngày hôm trước đến ngày hôm sau là tôi giao ra cho nhiếp ảnh gia Phước, một người sinh ra từ Quảng Trị, có vợ tại Bà Rịa Vũng Tàu, không biết là đất đỏ ở huyện đất đỏ hay là cái gì đó ở ngay trong mấy cái huyện của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và bây giờ thì tôi ngưng lại cái phần nói về cái tích đu đủ và nói về cái tích của hoa ưu đàm, nói về cái 10 năm bông hoa trong một, như một cái vương miện, và nói về 9 cái bông hoa như cái vương miện thứ hai là vương miện của mẫu mẹ Cửu Thiên, và cái vương miện thứ ba là cho dành cho nhân loại, loài người, và đó là lục tâm thông. Có lục tâm thông thì mới hiểu được mẹ là ai, cha trời là ai. Bước thứ 8, như quý vị đã được coi trên kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức, là chúng tôi đã tường trình về 12 bông hoa sen nở, 9 bông là màu đỏ và 3 bông là màu trắng. Đã được cắt nghĩa, đã được giảng giải. Và bây giờ đến cái gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, thì hoa sen nước Việt Nam chúng ta có cả một cái tỉnh Đồng Tháp 10. Chắc chắn rằng hình ảnh này nó sẽ cống hiến đến toàn thể quý khán thính giả của kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức, toàn thể quý chư thiên vị, toàn thể các con cái Phật tiên thánh cùng xuống hạ thế với cha để hoàn thành và chúng ta rực rỡ trong tháp 10 đẹp nhất hoa sen. Nước Nam lại có Phật thánh tiên cùng cha ra đời. Kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi gửi đến quý khán thính giả, những người chưa hiểu đạo, chúng tôi gửi đến chư thiên vị là Phật tiên thánh cùng cha xuống thế lập đời thiên đàng tại thế. Cùng các con đã hiểu cha. Do đó, hôm nay đúng vào cái ngày một cụ bà ở Hà Nội 90 tuổi, một cụ bà 83 tuổi, một cụ bà 74 tuổi cùng dẫn nhau vào bằng mọi cách để hạ gặp cha hạ đế. Do đó mà cha con ta cùng vui, cùng sướng, cùng nắm tay nhau
để dựng lên thiên đàng tại thế, mà thánh địa lại là Việt Nam. Kinh đô sẽ được đặt ở núi Bồng Nai, núi Dinh, Bà Rịa, Vũng Tàu. Xin kết thúc chương trình và gửi đến toàn thể quý khán thính giả thức tâm và tỉnh trí, cùng với chư thiên vị cùng chia vai gánh vác với Kiều Nguyên Tá, cùng tất cả các con Phật đã thành, tiên đã thành, thánh đã thành, có nhiệm vụ nhận lãnh cái sứ mệnh cùng cha dựng thiên đàng tại thế để toàn nhân loại, toàn cái quả cầu, toàn cái quả đất mới, toàn cái bầu trời mới, toàn những người con mới như những bông sen rực rỡ. Xin gửi lời cảm ơn đến tất cả chư thiên vị và tất cả các con. Cảm ơn đến quý khán thính giả của kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức. Xin cho một tràng pháo tay. Hai vợ chồng nhiếp ảnh gia. Cái gì Phước con? Dạ, dạ con là Triệu Phước ạ. Dạ. Con chú đấy ông Triệu Phước á. Con bà này là bà gì? Dạ, Trang, Thùy Trang. Thùy Trang? Dạ. Cái gì Trang? Cái gì Thùy Trang? Dạ, Nguyễn Thị Thùy Trang. Nguyễn Thị Thùy Trang. Dạ. Cũng là con ở huyện nào ở Bà Rịa? Dạ, con ở huyện Châu Đức. À, Châu Đức. Dạ. Đó, Châu về hiệp phố ca hoàn khởi. Đức dội muôn phương Việt Nam hưởng. Dạ. Thế con tạ anh cha. Một lòng đưa các con thơ hành tin với Phật trần gian, 9000 năm thăng trầm nay về cùng với mẹ cha, các con sống đời an vui vì con đã qua bài thi. Một đời cha tôi luyện, một đời cha đã hy sinh gánh mang vũ trụ càn khôn, cha thực thi cơ trời hoa điện ban phát mọi nơi, Di Lặc luôn cười trên môi trần gian hóa nơi thân tiên. Bao nhiêu năm xuống thế cha đã gánh bao khổ sầu, đến nay đã tròn địa tiên các con xưng vầy ca hát, cha cho con xuống thế giàu sang anh nghèo, về cùng cha hãy quy công ý mong hóa hiện trần gian, con đừng lo danh lợi, con về cùng với mẹ cha, các con hướng đời an vui vì con có cha mẹ đời cha tôi luyện, một đời cha đã hy sinh gánh mang vũ trụ càn khôn, cha thực thi cơ trời hoa điện ban phát mọi nơi, Di Lặc luôn cười trên môi trần gian hóa nơi thân tiên. Bao nhiêu năm xuống thế cha đã gánh bao khổ sầu, đến nay đã tròn địa tiên các con xưng vầy ca hát, cha cho con xuống thế con tiến hóa
dù giàu sang hay nghèo, về cùng cha hãy quy công, ý mong hóa hiện trần gian.